Bên cạnh việc cải thiện tâm trạng, dành thời gian dưới ánh nắng mặt trời còn có một số lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ, da phản ứng với việc tiếp xúc với ánh nắng bằng cách sản xuất vitamin D giúp xương chắc khỏe. Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Buffalo cho thấy rằng ánh nắng mặt trời cũng có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tật. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời hơn có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú thấp hơn. Ung thư vú bắt đầu khi các tế bào, thường là những tế bào lót trong ống dẫn sữa, trở nên ác tính và hoạt động bất thường bằng cách phân chia nhanh chóng và xâm lấn các mô xung quanh. Nếu được phát hiện sớm, các chiến lược điều trị và kiểm soát ung thư vú, hóa trị, phẫu thuật và xạ trị có thể cải thiện kết quả của bệnh nhân. Tuy nhiên, vào năm 2020, 2,3 triệu phụ nữ trên toàn thế giới được chẩn đoán mắc bệnh và 685.000 người đã mất mạng vì ung thư. Một nhóm các nhà nghiên cứu do Joe L. Florian II đứng đầu đã bắt đầu điều tra việc phơi nắng nhiều quanh năm ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ phát triển ung thư vú. Nghiên cứu này phản hồi một số báo cáo trước đó chỉ ra mối liên quan giữa hai yếu tố. Nhóm đã thực hiện một nghiên cứu dựa trên dân số về phụ nữ ở đô thị San Juan, Puerto Rico. Ở khu vực này của thế giới, mức bức xạ UV luôn ở mức cao trong suốt cả năm, không dao động theo mùa như ở các khu vực địa lý khác. Các nhà khoa học đã sử dụng máy đo sắc độ, thiết bị dùng để đo màu sắc để định lượng sự khác biệt về sắc tố giữa da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và da không phơi nắng ở phụ nữ. Họ cũng cho những người tham gia nghiên cứu một bảng câu hỏi để xác định các yếu tố nguy cơ ung thư vú khác. Các tác giả viết, chúng tôi nhận thấy nguy cơ ung thư vú thấp hơn liên quan đến việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn trong dân số sống với mức độ phơi nắng cao và liên tục. Theo Florian II, có một số cơ chế sinh lý tiềm ẩn có thể giải thích những phát hiện này. Florian II giải thích, một bước trong quá trình sản xuất bên trong của vitamin D xảy ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng ảnh hưởng đến cơ thể theo một số cách hữu ích khác. Với tác dụng đối với chứng viêm, béo phì và nhịp sinh học, một nghiên cứu trước đây của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Bắc California cho thấy phụ nữ phơi nắng nhiều có một nửa nguy cơ phát triển ung thư vú giai đoạn cuối so với những người tránh nắng. Tuy nhiên, trong báo cáo này, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy việc giảm nguy cơ rõ rệt hơn ở những phụ nữ có làn da sáng. Có khả năng là những phụ nữ có làn da sẫm màu có xu hướng tạo ra mức vitamin D thấp hơn cho cùng một lượng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!